Chào mọi người, mình là Master Táo đây và mình làm cái gì đây? Hôm nay mình sẽ chơi Shadowfire. Dạ. Vô survival đánh với màn ninja ngu bò. Dạ. Shadowfire. Shadowfire phần 2 của mình đó. Lần trước làm rồi mà fail quá trời. Dạ. Đầu tiên đánh với một ninja ngu bò. Đẹp. Nè, perfect nè, perfect nè. Đó. Perfect nè. Perfect coi. Ý. Né rồi bà. Sốc luôn. Rồi, perfect giá. Yeah. Ý. Mỹ mà. Rồi, đánh như thằng cao chó. Ê. Ê. Ủa. Tưởng perfect rồi chứ. Rồi chết. Ủa, chưa chết luôn. Rồi chết. À, thằng thứ hai ngu bò luôn. À, rồi thằng cầm kiếm dài. À, the first try rồi. À, mày ghê quá. Chết. Đi. Bụm chết luôn. Phiêu. Sót hai lần rồi đó nha. Rồi ra 4 đánh với thằng tay không này mới ghê, còn mấy anh kia mà rất là tay không yếu xìu. Pẹt chân. Cứ nhắm vào đầu mà quýnh, bùm. Chết luôn, đó, còn đầy máu. Yeah, rau nam rồi, rau nam đánh với con gái thì mới lồng tiến vô. Ghê quá. Con gái này. Con gái là con Konoichi hả? Này, Konoichi. À. Chết luôn. À. Đánh với mình thằng cầm vũ khí giống mình à. Bèm. Chết đi cô. Một cú nữa. Đó, chết luôn, perfect, yeah. Giờ ngoài trời đang mưa đó nha. À, 5%. Chết đi cu. Đá. Rồi rồi. Perfect nè. Perfect. 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 Chế bơ luôn rồi. A brutal. Yeah. Nó quấn chung con cái mất perfect. Thì thằng này kiếm ngắn hơn thì phải chạy trước. Đó. Thông minh. À, đá vô đầu. Bùm. Đó. First try được. Mất cuối rồi. Chết luôn. Còn gần đầy máu luôn. Rồi chín rồi. Ninja cầm cây gậy. Rồi ghê quá. Nó ghê quá. Chết rồi. Ủa chưa chết luôn. Chết luôn. Yeah. Nếu các bạn thích video nhớ cho mình một like, share video và ủng hộ cho nhiều nhiều hơn, bấm nút đăng ký kênh nha. Bye bye.